Jesus come to us like Chúa Giêsu xin hãy đến với chúng con. Bài thánh ca Jesus come to us like Chúa Giêsu xin hãy đến với chúng con do tác giả David Hass sáng tác vào năm 1981. Nối tiếp với niềm khao khát mong chờ Chúa Giêsu đến, giờ đây chúng ta lại cùng tha thiết thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin đến với chúng con, dẫn đưa chúng con đến ánh sáng của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con, vì chúng con cần Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến trước nhan Ngài, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin. Xin đổ tràn trên tất cả mọi người chúng con niềm hy vọng và tình yêu của Ngài.